Thưa quý vị, chỉ còn ít tiếng nữa thôi, chúng ta sẽ được sống trong không khí của ngày lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Để thuận tiện cho việc lên kế hoạch vui chơi dịp nghỉ lễ, quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin thời tiết đáng chú ý ngay sau đây. Theo đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Nam Bộ trong dịp lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, dạnh áp thấp có trục ngang qua khu vực Trung Bộ, có xu hướng hoạt động mạnh dần. Gió mùa Tây Nam chi phối thời tiết khu vực Nam Bộ tăng nhẹ nhưng vẫn phổ biến với cường độ không mạnh. Theo đó, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, ngày 31 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9, thời tiết trên các tỉnh thành Nam Bộ ít mưa, không quá nóng và khá thuận lợi cho du lịch, các hoạt động kỷ niệm và mọi hoạt động ngoài trời khác. Cụ thể, từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, ở Nam Bộ có mưa rào nhẹ và rông vài nơi vào tầm chiều tối, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Từ ngày mùng 3 tháng 9 đến mùng 4 tháng 9, các tỉnh Nam Bộ trưa và chiều tối có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, cao nhất 31 đến 33 độ. Trên các khu vực biển của Nam Bộ, thời tiết có mưa rào và rông rải rác, chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ trên các khu vực biển trong ngày 31 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9. Từ ngày mùng 2 tháng 9 đến mùng 4 tháng 9, trên khu vực biển Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5, vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang Phú Quốc, gió Tây Nam cấp 4, thời tiết trên biển và trên đất liền đều khá thuận lợi cho mọi hoạt động ngoài trời.